Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chẻ rau muống thử nha mọi người. Thì nào giờ mình chỉ lấy cái dao mình bào thôi mọi người. Bây giờ mình có cái cây chẻ rau muống đó. Hôm nay mình sẽ chẻ cây rau muống, mình sẽ nấu mì ăn nha mọi người. Thì xin mời mọi người cùng làm với mình nha. Thì mình có rau muống này thì là mình mua, chứ nhà mình trồng thì cũng có mấy cây à. Cho nên hôm nay mình sẽ tận dụng cái cây này nè mọi người. Cây này là bên mẹ mình gửi qua, nào giờ mình cũng mới thấy cây chẻ rau muống này luôn á, phải nói lương quê gì đâu luôn á. Thì theo người ta chỉ dẫn thì mình mở cái nắp ra mọi người, mình lấy cây trong gì nè, rồi mình sẽ thọt vô cái cọng rau muống gì nè mọi người. Mình sẽ đẩy cái cọng rau muống lên là nó tự động nó sẽ chẻ ra làm 10 nhánh luôn á mọi người ơi. Thấy mê quá à. Nào lần đầu tiên mình làm luôn á. Mà bên Việt Nam mình thì cái này sử dụng lâu rồi, bên đây mấy chị bên đây cũng có sử dụng nó mà mình mới mua làm thử nha mọi người. Mình thấy trẻ này thấy mê quá nè. Mà cái cọng cũng muốn hơi dài á, mà là mọi người có thể cắt làm hai ra nè, mọi người trẻ cũng được. Thì mình mới đầu mình không biết, mình cứ để nguyên cây á, mình làm khúc trên thì nó dễ nha. Còn khúc dưới nó non quá mọi người, nhiều khi nó bị gãy á. Nên lần sau mình có làm á, mình sẽ cắt cái phần già ở trên thôi, phần dưới thì mình làm sao cũng được, mà để dài quá thì hơi khó á. Mà trẻ này ra nó cái cọng cái muốn nó đều, thấy ham, sợ thấy ham luôn á. Trẻ một hồi là ra một thao luôn á mọi người. Thì trẻ xong rồi mình có thể ngâm vô nước liền á, tại mình trẻ cho mọi người xem mà mình sẽ ngâm vô nước nha cho nó nở ra. Thì trong đây mình thấy giống như cái lưỡi lam hay gì đó mọi người ơi, lưỡi lam mà để mình cạo râu con này kia đó, thì người ta làm nó cho người ta gắn ở trong đó đó, lưỡi dao. Mà công nhận người Việt Nam mình hay thiệt, cái gì cũng sáng chế ra được. Mà mọi người cầm này cũng cẩn thận nha, mới không mình không biết xoay xoay chở mọi người, nó cứ thọt thọt vô cái đụng cái bụng cái tay mình hoài đó. Thì sau một hồi làm thì mình sẽ quen thôi nha. Thì sau mình làm xong mình sẽ ngâm vô nước khoảng 5 phút, 5-10 phút là mình thấy rau muống nó nở rồi nè mọi người, nó dính lẹo vô nhau nè. Vì nó hơi dài quá đó cho nên nó dính vậy đó. Đằng sau mọi người làm cho nên cắt hay làm hai ra làm á, thì nó sẽ ăn vừa ăn ngon hơn nha. Bây giờ mình sẽ dùng mua cái hộp mì này nè mọi người. Thì mình thấy cái có ớt rồi, nghe mình nghĩ chắc cay ngon lắm đó. Bây giờ mình sẽ mở cái nắp ra và mình nấu nước sôi mình bỏ vô mình ăn nha mọi người. Thì thấy nó để cay lắm đó, để mình ăn thử coi nó cay không. Mình cũng cho ít hành lá và xúc xích vô nữa nha. Giờ mình sẽ cho nước sôi vào mà đậy nắp lại khoảng 3 phút là mình mở ra ăn được rồi nha mọi người. Mình đậy nắp lại sau 3 phút mình dở ra là nó chín rồi nè mọi người. Thì mình sẽ để rau muống nè, quế nè, rồi ngò gai với mấy cọng rau má nữa người, rồi hành hành phi nữa, với ớt nữa. Ớt này thì ớt không mắc cay nha, tại mình để vô cho nó có màu đẹp á. Xin mời mọi người cùng ăn mì với mình nha. Rau muống mình bào kiểu này ăn ngon hay sợ mọi người, chứ mình để nguyên cọng thì ăn nó dai á. Này mình có thể ăn giòn, nó giòn, nó vừa chín tới ngon luôn á. Mì cái loại này nó cay lắm luôn mọi người, ai mà thích ăn cay á hay mua cái loại này ăn thử. Trời ơi, vừa ăn mà vừa cay xé họng mà chảy nước mũi luôn á mọi người. Bye bye mọi người nha.